Trên tay mình đang là hai loại còi chủ động và còi thụ động, đều sử dụng điện áp là 5V. Đối với còi chủ động thì khi cấp điện áp từ 1,5 đến 5V, còi sẽ phát ra một âm thanh dài. Âm lượng sẽ phụ thuộc vào điện áp cấp vào. Còn đối với còi thụ động, khi cấp một tần số từ 2 kHz đến 5 kHz, còi sẽ phát ra âm thanh tùy theo tần số và thời gian. Tần số âm thanh thì có thể kiểm soát nên là giúp ta có thể tạo ra được nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau. Mình sẽ cấp nguồn cho còi chủ động này, cần lưu ý cấp đúng nguồn âm dương. Mình sẽ tăng điện áp từ 1,5 lên 5V. Đối với còi thụ động này thì mình sử dụng một Arduino để tạo tần số cấp cho còi.